Gia cảnh đáng thương của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Thông tin ca nương Tú Thanh, ca nương trẻ nhất của Việt Nam qua đời trong một vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người bàng hoàng. Nhiều nghệ sĩ từng diễn chung với Tú Thanh trong các chương trình thiện nguyện như nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên, MC Thảo Vân, ca sĩ Tuấn Nhật Minh, Thái Thùy Linh đều hết sức xót xa khi biết tin dữ. Nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên chia sẻ với dân Việt, Bà gặp Tú Thanh khi đi diễn ở Chùa Hang, Hải Phòng. Những lần gặp gỡ, bà thấy Tú Thanh là cô bé rất đáng yêu, ngoan ngoãn và có giọng hát vô cùng đặc biệt. Cô bé thường gọi bà là bà và hai bà cháu thỉnh thoảng vẫn tương tác với nhau trên mạng xã hội. Nghe thông tin ca nương sinh năm 2009 mất vì tai nạn giao thông mà nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên không khỏi xót xa bàn hoàng. Nghe tin mà bàn hoàng và xót xa quá, con ra đi chỉ mới 15 tuổi, con còn quá trẻ, thương con quá, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên xúc động nói. Nhắc đến Tú Thanh, ca sĩ Thái Thùy Linh vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng. Chia sẻ với dân Việt, nữ ca sĩ cho biết, chị gặp Tú Thanh trong chương trình thiện nguyện Tôi Đã Hiểu Còn Bạn, đồng hành cùng người tự kỷ ở Hải Phòng. Cách 4 năm, do dịch bệnh nên hai cô trò chưa gặp lại nhau. Năm 2016, mẹ của Tú Thanh có nhắn tin nhờ chị chỉ dẫn về kỹ năng thanh nhạc cho cô bé. Mẹ của cô bé cũng nhờ Thái Thùy Linh tư vấn bài và giới thiệu người sửa bài cho Tú Thanh khi cô bé tham gia chương trình Biệt Tài Tí Hon. Phóng viên Thành Trung trang phật tử việt nam net chia sẻ với dân việt rằng tú thanh là con út trong gia đình có hai chị em gia đình của cô bé rất mộ đạo phật sống hiền lương đức độ ai ai cũng quý mến riêng với tú thanh từ bé đã khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa khi không mê mỹ thuật hội họa và âm nhạc hiện đại mà chỉ mê nghệ thuật truyền thống cô bé bị cuốn theo những bài hát văn hát chèo như cô đôi thượng ngàn thị màu lên chùa thị nở từ bé tú thanh đã thần tượng nghệ nhân dân gian hà thị cầu qua các tiết mục sẫm độc đáo Tú Thành từng tham gia nhiều chương trình truyền hình như Người hùng tí hon, Biệt tài tí hon, Gương mặt thân quen. Trở về từ chương trình truyền hình Người hùng tí hon, Tú Thành nổi lên như một hiện tượng hiếm gặp trong làng âm nhạc dân gian Việt Nam. Cũng chính vì lẽ đó, Tú Thành được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao tặng danh hiệu nghệ sĩ hát ca nhạc của truyền dân tộc Việt Nam nhỏ tuổi nhất. Theo phóng viên Thành Trung, Tú Thành là người năng nổ và nhiệt tình trong các hoạt động thiện nguyện và hoạt động văn nghệ ở tất cả các chùa trên cả nước. Bất kỳ chùa nào mời tham gia chương trình nghệ thuật, Tú Thành đều cố gắng thu xếp thời gian để góp mặt. Các bài nhạc Phật mà Tú Thanh thể hiện đều rất nhẹ nhàng, truyền cảm. Và đi vào lòng người, bất kỳ ai gặp Tú Thanh cũng phải thừa nhận cô là một cô bé rất hiền từ, ngoan ngoãn, lễ phép, xinh xắn và có tâm thiện lành. Cách đây không lâu, do thay đổi công việc nên bố mẹ Tú Thanh đã quyết định đi xuất khẩu lao động. Hai con gái ở nhà đang tuổi ăn tuổi lớn, bố mẹ Tú Thanh đều phải gửi gắm hết cho ông bà nội ngoại, hàng xóm láng giềng. Từ hôm qua, khi biết tin con gái qua đời, thương tâm do tai nạn giao thông, bố mẹ cô bé đau đớn không cùng. Tuy nhiên do nhiều lý do khách quan mà bố mẹ của Tú Thanh không thể bay về nước ngay để lo cho tang lễ con mình. Những người thân trong gia đình cùng hàng xóm láng giềng bạn bè đã đứng ra lo tang lễ cho cô bé. Đám tang của cô bé không kèn trống, không phông hoa, chỉ có tiếng niệm Phật. Trong khi đó chị gái của Tú Thanh hiện vẫn đang được cấp cứu ở bệnh viện do chấn thương nặng. Cô vẫn chưa hề biết chuyện em gái mình đã qua đời. Hiện gia đình đang cắt cử người túc trực và chăm sóc chị gái của Tú Thanh ở bệnh viện. Sáng nay, ngày 2 tháng 7, rất nhiều chư tôn Đức Tăng Ni ở các chùa của Hải Phòng và các tỉnh lân cận đã về làm lễ cầu nguyện cho cô bé. Gia đình cũng không nhận phúng điếu mà chỉ nguyện xin mọi người niệm Phật cho cô bé được vãng sinh. Tâm nguyện của mẹ Tú Thanh là trước khi đưa con đi hỏa táng sẽ phát bài sám nguyện, một bài nhạc Phật mà cô bé tu âm năm 2021.